Kính thưa quý vị, cá nhân của tôi thì rất là đơn giản. Tôi tên là Nguyễn Thái Thành, được sinh ra năm 1953 tại Nha Trang. Gia đình tôi đông anh em lắm, có 11 anh em cả thảy, 8 trai, 3 gái, và tôi là người thứ hai trong gia đình. Ba tôi thì đi lính, nên gia đình tôi lưu lạc nơi đây nơi đó. Theo như cái trí nhớ của tôi cho biết thì từ Nha Trang, rồi đi lên Kon Tum, xong rồi xuống Quy Nhơn. Ba đi đâu thì gia đình thì phải theo đó. Chắc là quý vị cũng biết rồi. Tôi thì được rước lễ lần đầu, tại vì tôi là người Công giáo, rước lễ lần đầu và thêm sức vào năm 1963 tại Kon Tum. Và năm 1963 cũng là cái năm mà ba tôi bị thương, đi lính bị thương ở biển Hồ Pleiku. Nhưng mà rồi tuy là bị thương, thế nhưng mà rồi vẫn làm việc trong quân đội cho đến năm 1972, và ba tôi về hưu vào năm đó. Tôi học được rất nhiều truyền thống hay trong gia đình Công giáo của tôi. Đi xem lễ mỗi ngày Chủ nhật cùng chung với gia đình. Nhưng mà trước khi đi lễ ngày Chủ nhật thì ngày thứ bảy phải đi xưng tội. Xưng tội rước lễ luôn luôn đi đôi với nhau. Mỗi ngày thì đọc kinh chung trong gia đình, kinh sáng, kinh tối. Tôi là người Trung, thành ra cứ nói là kinh hôm, kinh mai. Nhưng mà mỗi lần đọc kinh như vậy thì kinh Mân Côi là có trong cái kinh hôm, kinh mai, và nói lên cái lòng sùng kính Đức Mẹ trong gia đình Công giáo của tôi. Cha mẹ tôi chọn tôi đi tu, đưa tôi vào trong nhà dòng Du Xe hồi tôi lúc 13 tuổi. Cha mẹ không có hỏi tôi. Tuy là tôi không có chọn đi tu, thế nhưng mà rồi cuộc sống tu trì thì cho tôi một cái sự thích hợp. Mặc dù rất là kỷ luật, tôi cứ nhớ cái câu là đúng giờ, đúng việc, đúng nơi, đúng người trí thức, đúng người chân tu. Đúng giờ, đúng việc, đúng nơi, thật là đúng với lại cái đời sống tu trì trong dòng Thánh Du Xe. 5 giờ sáng thức dậy, rồi tập thể dục, rồi rửa mặt, súc miệng, xong rồi sau đó thì lại đi xem lễ, rồi suy niệm, rồi ánh sáng, rồi đi làm việc, rồi đi học. Tất cả đều giống y như đi lính vậy. Phải đúng giờ, đúng việc, đúng nơi. Tất cả mọi chuyện là mình phải nghe theo tiếng chuông. Hay tiếng chuông đó là biết mình đi đâu. Thành ra coi như từ sáng sớm 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối là theo cái kỷ luật của nhà dòng. Cuối cùng là coi như hát kinh Salve Regina rồi là đi ngủ. Thành ra tôi lại thích hợp với lại cái đời sống đó, thành ra tôi lại vui. Cũng trong những cái giờ chơi, rồi đi chơi đá banh, chơi bóng chuyền, chơi bóng rổ, rồi chơi binh bông, rồi đủ hết. Thành ra cũng có một cái niềm vui trong cái đời sống cộng đoàn. Rồi thì tôi đi tu ở trong đó, là khi tôi vô là 13 tuổi. 13 tuổi năm 1966. Rồi xong rồi tôi học tiếp tục cho đến khi thi tú tài năm 1971, là thi tú tài 1. Rồi 72 tú tài 2. Rồi xong sau đó đi thử một năm. Và năm 73 là tôi vào nhà tập. Và năm 74 thì tôi lại được khấn lần đầu trong nhà dòng Du Xe. Và cái ngày lễ khấn đó thì chính Đức Giám Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận chủ tế. Tại vì hồi đó là Đức Cha Thuận là Đức Cha Nha Trang, mà hồi đó là mình đi tu dòng Du Xe Nha Trang. Thì năm 1974 thì tôi khấn lần đầu. Và sau năm 74 thì nhà dòng gửi tôi và cái lớp của tôi lên Đà Lạt. Đi học triết ở Đại học Văn Khoa Đà Lạt. Nhưng mà quý vị biết rồi, ngày năm 75 tháng 4 đen thì thôi coi như là cắt đứt hết mọi chuyện.
Thành ra tôi phải trở về lại Nha Trang nhà dòng. Và sau đó là nhà dòng gửi tôi và cái lớp của tôi đi vào Phan Rí. Phan Rí làm ruộng, tại nhà dòng có tới 50 mẫu ruộng ở trong đó. Thì chúng tôi đi vào với cái mục đích là vừa làm ruộng rồi vừa học triết. Nhưng mà rồi tình thế học triết nó không có thành công. Thành ra coi như chỉ có làm ruộng thôi, rồi sống đời sống cộng đoàn trong dòng du xe ở đó. Rồi đến năm 1978, tôi nhớ kỹ lắm là ngày mùng 1 tháng 10, lễ bổn mạng, một trong năm bổn mạng của nhà dòng, tức là lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Thì đang khi chúng tôi ăn tiệc, thì chính quyền Cộng sản vô lại bắt ông cha giám đốc. Trong cái cộng đoàn của tôi đó là tới 13 anh em, thì 11 thầy và 2 cha. Thì cái ngày mùng 1 tháng 10, chính quyền Cộng sản vô lấy ông cha giám đốc đi. Và từ đó đến nay tôi không gặp được cha giám đốc đó. Mà cha giám đốc đó thì bây giờ đã về Chúa, về gặp Chúa rồi. Ngày thứ hai thì họ vô, họ bắt ông cha thứ hai đi. Nhưng mà khi bắt ông cha thứ hai đi thì chiều ông cho ông cha thứ hai đó về, với điều kiện là không được đọc kinh chung, với điều kiện không được dâng thánh lễ với cộng đoàn. Thế là cộng đoàn đó bắt đầu là có cha mà không có thánh lễ. Thành ra coi như phải đi bộ tới ba cây số tới cái nhà thờ Hòa Thuận để mà dâng tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Còn ngày thường thì ai đọc kinh tiền tụng đấy. Rồi từ đó tháng 10 cho đến tháng 12 thì chính quyền Cộng sản tra khảo chúng tôi. Mục đích cái sự tra khảo là để bắt mỗi người trong cộng đoàn ký trong một cái lá thư, mà lá thư đó tóm gọn là tôi tên gì đó tình nguyện đi về gia đình tu tại gia, ký tên. Thì sau khi mà tất cả mọi người ký tên thì coi như là mọi người phải trở về lại gia đình để mà tu tại gia. Thì đương nhiên là ngày tháng 12, tôi không nhớ là ngày nào, nhưng mà Cộng sản tới thì tịch thu tài sản của cái cộng đoàn Phan Rí đó, rồi giải tán cộng đoàn và mỗi người đi về gia đình. Thì tôi cũng phải về gia đình. Về gia đình thì về Nha Trang. Về Nha Trang. Nhưng mà khi về Nha Trang đó rồi thì cuộc sống của tôi giống như nó gọi là công dân hạng nhì. Không biết là quý vị có biết công dân hạng nhì hay không? Thì những người mà đi cải tạo về là công dân hạng nhì. Tức là coi như không được ra khỏi cái làng đó nếu không có phép của chính quyền. Và tất cả những cái công việc ở trong làng đó mà có xã hội thì tên của mình là đứng hàng đầu trong cái danh sách của những người cộng tác đó. Thì tôi nằm trong cái tình trạng công dân hạng nhì từ cuối năm 78 về. Thì tôi về thì tôi chỉ được đi lễ thôi, chứ còn tôi không được tham gia. Tôi đi tu thì thường thường về giáo xứ thì mình cũng tham gia vào vấn đề dạy giáo lý hay là ca đoàn hay là này kia cái nọ, ông từ ông tiếc này kia cái nọ, đọc sách thánh không được, chỉ có đi xem lễ. Và chính vì cái lý do đó mà gia đình tôi mới tìm cách đi vượt biển. Tôi vừa mới nói với quý vị là về cái vấn đề tự do tôn giáo của tôi làm cho tôi giới hạn cái vấn đề đời sống tu trì, và gia đình cảm thấy bức xúc và không thể tiếp tục được như vậy. Thành ra cũng phải tìm một cái hướng đi mới. Thì hướng đi mới thì chỉ có là vượt biên thôi. Nhưng mà gia đình của tôi thì nghèo, không có đủ tiền để mà mình mua tàu lớn để mà đi. Nhưng mà hên là cái gia đình bên cạnh có cái ông đó, ông cũng sợ làm chiếc tàu cũng không lớn lắm, cũng nhỏ, nhưng mà cũng quyết định đi vượt biên. Nhưng mà xây vừa xong cái chiếc tàu xong, chưa có máy móc gì hết, thì ông đi vượt biên.
bà vợ ở nhà với chiếc tàu đó như vậy thì đâu có biết làm gì, thành ra bán rất là rẻ. Mà bà cô của tôi thì có đủ tiền để mà mua với cái mua cái chiếc tàu đó, nhưng mà tàu đó chưa có máy hết. Thế bây giờ mình phải làm sao, cũng nghèo, thành ra bây giờ mình phải kiếm cách. Thế là mới đi kiếm được một cái máy xay gạo cũ, không biết biến chế làm sao, bỏ vô cũng chạy được. Thế là sau khi chạy chừng 5-6 ngày rồi là mới bắt đầu chuẩn bị nước, chuẩn bị dầu, rồi chuẩn bị thực phẩm thì để mà ra đi. Đơn giản như thế thôi. Và những cái người ra đi là trong gia đình 26 người. Gia đình của tôi, gia đình của bà cô, hai bà cô, rồi có ông chú, rồi có ông bạn cùng lớp với tôi, mà ông bạn cùng lớp với tôi là sửa máy đó, thành ra coi như sau này sẽ nghe đến vấn đề đó. 26 người rồi ra đi thì đúng vào ngày 10 đêm tối 16 tháng 7 năm 1979 là vượt biên. Thì sáng sớm ngày 17 thì ra khỏi cửa Cam Ranh là bị bão tropical storm, tôi không biết là dịch ở đây là gì, là mình cứ nói bão nhưng mà đâu có phân biệt được tropical storm hay là hurricane category này kia, nào tropical storm, nhưng mà khoảng chừng 40 mile một giờ, tức là chắc khoảng chừng 60 cây số giờ, nhưng mà một chiếc tàu nhỏ lắm, khoảng chừng 2 mét chiều rộng và 8 mét chiều dài, 26 người trên tàu, ra tới cửa biển Cam Ranh thì bị bão. Tôi nhớ kỹ là tôi ngồi phía sau tay lái với ba của tôi. Tôi thì không biết lái nhưng mà ngồi để mà bên cạnh để cũng cho ba có cái sự đồng hành thế nào đó để giúp cho can đảm để mà đương đầu với sóng gió. Thì nhìn cái con thuyền rồi nhìn sóng gió, tôi thấy sao con thuyền của mình giống y như là một chiếc lá ở trong hồ mà gợn sóng. Rồi ba lần tôi thấy là sóng bạc đầu phía sau, coi như là trồm tới như thế này là tôi không thấy, tôi cách khoảng chừng 2 thước, đứa em tôi đứa khoác 2 thước, tôi không có thấy được nó đến cái sóng bạc đầu mà nó mạnh tới cỡ đó. Mà ba lần như vậy là tôi đọc kinh A Nan tội rồi. Thế mà rồi Chúa thương, coi như cũng cứ ngóc đầu lên rồi chạy. Thì sau 4 ngày thì là coi như sau cơn mưa trời lại sáng, không thì mình ưa nghe câu đó, thì đúng là sau 4 ngày là coi như trời lặng như tờ. Thì tắt máy, cho máy nghỉ, nhưng mà đề lại thì không nổ nữa, không còn chạy thêm được nữa. Thế là cái anh bạn của tôi đó là thở máy hì hục 2 ngày, không cách chi mà có thể làm cho máy nổ được. Thì cuối cùng là sau 2 ngày đó là coi như giục cái máy xuống biển cho nó nhẹ bớt đi. Đó cũng là một cái thách thức trong cái chuyến đi của tôi. Nhưng mà cái thách thức lớn nhất là ngày thứ 8, lương thực hết, không còn nước, không còn thức ăn. Và từ đó cho đến cái ngày cuối cùng không có thức ăn. Một cái thách thức rất là lớn, chưa lần nào trong đời của tôi là đói và khát. Đói khát. Nhưng mà cứ 3 ngày thì có trời mưa. Và mưa lớn đủ để cho mỗi người, 26 người, mỗi người một ly nước, uống nước mưa. Nhưng mà quý vị biết không, cái lúc mà uống cái ly nước mưa đó vô, nó sướng cách gì. 3 ngày không có, nhưng mà sau 1 tiếng đồng hồ trong bụng không có cái gì hết, nó cựa quậy trong nó thế nào nó rất là khó chịu. Rồi sau 1 tiếng đồng hồ rồi xong, nó mọi chuyện cũng êm xuôi đó. Cứ 3 ngày như vậy thì được một ly nước.
Trong thời gian đó thì gia đình chúng tôi cũng vẫn tiếp tục cái truyền thống Công giáo rất là hay, đó là kinh hôm, kinh mai và có kinh mân côi. Ngày thứ 17 thì nó quá mệt. Ông bố của tôi thì lái không nổi nữa rồi. Thành ra sau khi đọc kinh tối, mà tôi nhớ cái kinh tối hôm đó mà đọc kinh mân côi, đọc được cái chữ lạy cha chúng con, chứ còn không nghe được những cái chữ còn lại. Xin cha cho chúng con, kính mừng Maria, không nghe gì nữa, Thánh Maria, sau đó là nghe Amen. Nó mệt đến cái cỡ đó. Xong rồi là đọc kinh xong, là 26 người đi ngủ, mà bố của tôi thì để cái tay lái vào trong một cái vị trí nhất định. Thế là 26 người đi ngủ, phó thác cho Chúa. Nếu mà nói trên cái vấn đề let go, let God, thì đây thực sự là phó thác cho Chúa, theo dòng đời, gió thổi đi đâu, đi đó, giờ đây con mệt rồi, chỉ có ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi là người thức dậy đầu tiên, tôi thấy núi. Thế nhưng mà 16 ngày thấy núi, mà núi thì cứ chập nữa giống như mây rồi nó tan đi. Thành ra khi tôi thấy núi tôi cũng vẫn không có tin con mắt của tôi có thật hay không. Sau 10 phút tôi thấy núi nó không có dời chuyển, tôi mới kêu một đứa em của tôi, con mắt nó sáng hơn. Ê Thanh, dậy coi thì không biết có núi đúng thật hay không. Sau 10 phút nó nói đúng rồi, núi rồi. Nói hai chữ núi rồi thôi là mọi người thức dậy, chèo chiếc thuyền từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đến nơi cũng không hẳn bình an cho lắm, nhưng mà chiếc tàu thì nó nằm lên trên đá, thành ra coi như cũng khổ cực để mà đi vô lên bờ. Nhưng mà tôi có hỏi, cứ thắc mắc như thế này. Ngày thứ 17 của tôi quá mệt mỏi, đọc kinh không ra hơi, mà bây giờ ngày thứ 18 thì năng lực ở đâu để mà chèo chiếc thuyền từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều? Chỉ có Chúa. Ai cho trời mưa? Chỉ có Chúa. Và tôi tin tưởng là cái bàn tay của Chúa đã hướng dẫn con thuyền vượt biển của chúng tôi đến nơi bình an. Rồi khi lên bờ, chúng tôi đọc kinh tạ ơn Chúa, thì tôi có cái lời nguyện như thế này, mà cái lời nguyện đó lại ảnh hưởng đến cái đời sống tu của tôi sau này. Đó là tôi cầu nguyện, nói lạy Chúa, con cảm tạ Chúa để cho con một đời sống mới. Đời sống của con đã chết trên biển cả rồi, đời sống mới này con phó thác cái đời sống mới này để theo thánh ý của Chúa. Đó là lời nguyện của tôi khi tôi lên bờ Phi Lợi Tật. Nhưng mà sau khi đọc kinh xong rồi thì thấy dừa. Mà bây giờ đói bụng, dừa đó làm sao hái dừa để mà ăn. Nhưng mà rồi cuối cùng biết mấy đứa em của tôi, nó không biết nó tìm cách làm sao đó rồi cũng có dừa. Mà tôi không biết là đêm đó hình như là ăn cũng khá nhiều đó, chắc cũng cỡ vài chục trái dừa chứ không phải còn 26 người. Tôi nghĩ là chắc chừng 6-70 trái dừa chứ không phải được. Nhưng mà không chết là may rồi, tại mình đói đó. Rồi sáng hôm sau thì chúng tôi đọc kinh xong. Nhưng mà cái đêm hôm qua, tức là đêm thứ 18 á, là đến nơi thì cách đó khoảng chừng một block thôi, nhưng mà tại vì dừa nó quá nhiều rồi, trời âm u của trời bão thì nó không thấy được cái mái nhà tranh của cái người Phi Lợi Tân ở đó. Sáng hôm sau khi chúng tôi đọc kinh thì ba người Phi Lợi Tân đến gặp chúng tôi, thấy chúng tôi là lạ người, tôi hỏi. Cuối cùng tôi cũng ráng nói vài câu tiếng Anh. Do you know how to speak English? Thì một người Phi Lợi Tân lắc đầu. Thế như vậy là họ hiểu tiếng Anh. Thế là coi như ráng dùng hết bàn tay này kia cái nọ, đói. Thế là họ đem tháng 8, mùng 3 tháng 8, mùng 4 tháng 8 là cái mùa bắp. Họ đem ra là một nồi bắp, là coi như là chúng tôi ăn thoải mái, ăn hết bắp thôi, chứ còn là xong ngồi không biết là no.
Thì cái cuộc vượt biên là chúng tôi đến bờ Philippines, An Bình vào ngày mùng 3, chiều mùng 3 tháng 8 năm 1979. Trở lại cái lúc đầu khi vượt biên, thưa quý vị, là như tôi nói là gia đình của tôi nghèo, thành nó không có một cái gì hết, không có hải bàn, không có một cái hướng đi. Mục đích ra đi vượt biên là đúng vượt biên, chứ không có một cái nước nào để mình đi. Không phải là hướng đi Hồng Kông, cũng không phải hướng đi Philippines, mà cũng phải hướng đi Mã Lai hay là Thái Lan. Chỉ có hy vọng một chiếc tàu ngoại quốc vớt và đem lên để cứu thoát. Thì trong cái chuyến đi 18 ngày đó gặp rất nhiều tàu. Tôi nghĩ là có thể khoảng tới là 30-40 chiếc tàu. Nhưng mà thường thường là thấy ban đêm thì nó thấy được hơn. Chứ ban ngày thì tàu xa mình khó thấy, ban đêm thì nhờ nó có đèn, thấy không? Thành ra khi có đèn thì mình cứ chạy tới. Mình cứ chạy tới. Nhưng mà khi gần tới gần rồi, tự động 30-40 chiếc thuyền đó họ cũng đi. Sau này tôi mới nghe là cái thời mà cỡ từ 15 tháng 7 cho đến 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 mùng 1 tháng 8 năm đó đó, là coi như có một cái lệnh gì đó là không được nhận thuyền nhân. Thành ra coi như gặp được nhiều nhiều tàu, thế nhưng mà không có chiếc tàu nào vớt hết, và cuối cùng chỉ đến Philippines, An Bình sau 18 ngày. Tôi phải tri ân rất nhiều người Philippines đã đón chào gia đình chúng tôi đến Philippines. Thì như hồi nãy tôi nói là cái buổi sáng mà đọc kinh xong họ đem bắp ra, và sau khi chúng tôi ăn no rồi thì ba người đại diện trong cái gia đình đi theo họ 2 cây số, tại vì cái này là nó nằm ở bờ biển mà tới làng là phải 2 cây số. Khi đi tới 2 cây số rồi là cả nguyên dân làng ở đó là họ đón chào tôi, chúng tôi, họ cho chúng tôi vô một cái trường học làng ở đó, xong rồi cho chúng tôi ở đó. Cứ mỗi ngày họ đem đồ ăn đến, mà người Phi thì như quý vị biết là họ ăn bóc, thành ra khi đem đem đồ ăn đến là họ cũng nấu cơm, nhưng mà cơm thì cơm nguội mới bóc được, chứ cơm nóng không bóc được. Xong rồi họ đem đến 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 cái trường mà chúng tôi đang đang ở đó thì họ mới trải lá chuối. Lá chuối rồi đổ cơm lên, rồi cái cách của họ nấu là cá khô, thành ra mình có thể mình cầm ăn với lại cơm được. Nghĩa là coi như cái vấn đề ăn uống thì nó quá đơn sơ đối với cái đồ ăn Việt Nam của chúng ta, nhưng mà nói lên là cái tấm lòng của những người Philippines của cái làng đó. Rồi khi chúng tôi lên bờ rồi thì quý vị biết là khi 18 ngày trên biển cả mà nước mưa, nước này kia cái nọ, nắng này kia cái nọ, cái quần của tôi nó rách từ trên này nó rách xuống, nó chỉ còn có cái lưng quần đó là còn còn dính lại thôi, chứ còn rách từ trên này xuống. Thành ra những cái người ở làng đó họ mới kêu tôi tới nhà, họ mở rương ra chọn cái quần áo nào đó thì tùy lấy. Thành ra rất là tiếng Mỹ nó gọi là hospitality, rất là tốt với người khách lạ. Thành ra tôi vẫn nhớ kỹ 7 ngày ở đó. Sau 7 ngày thì Liên Hiệp Quốc họ biết được là chúng tôi có đó, thành ra họ đem xe tới để đem tới trại tị nạn. Thì một trong những trại tị nạn của Philippines thời đó mang tên là Tara, nhưng mà cái trại tị nạn Tara nó quá khổ, thành ra chỉ có sống sót trong khoảng chừng 10 tháng ở đó. Cuộc sống trại tị nạn thì đâu có giường chiếu để mà nằm thoải mái đâu. Mỗi mỗi gia đình, như gia đình của tôi là tới 12 người, nó cho tôi một cái khúc ở trong trong chắc cỡ chừng khoảng 3 cái giường lớn thôi. Là coi như nằm giống như cá hộp vậy. Rồi thức ăn thì cứ tới giờ là họ phát ra. Ăn thì cũng giống như đâu có khác gì ở bên bên Việt Nam mà đi đi nghĩa vụ lao động, rồi cá khô rồi cơm vậy thôi.
Nhưng mà rồi có một cái niềm vui, một cái niềm hy vọng là mình sẽ đến một cái thế giới, cái nước thứ ba. Thì cái hy vọng nó giúp cho mình được sống vui trong những cái ngày ở trong trại tị nạn, tuy cực khổ nhưng mà tôi quá cực khổ quá, tại nó tôi bệnh, thành ra khi mà bệnh ở ta ra thì không có nhà thương, thành ra họ gửi cho tôi lên Manila, cái đó cũng là một cái học ân cho tôi. Thành ra khi lên Manila tôi ở trên đó thì lại gặp sư Pascal Lê Thị Triếu, thành ra coi như tôi được dịp để mà tôi làm việc xã hội. Thế là coi như là số Triếu giao cho tôi nhiệm vụ là giao liên để mà giúp cho những người tị nạn Việt Nam ở vùng Mandaluyong ở trên Manila. Thì thực sự là tôi không biết là các trại tị nạn ở đâu nó thế nào, chứ ở đó là những cái người mà ở dưới trại tị nạn của vùng Tara, vùng Palawan này kia nọ thì nghèo. Thành ra khi lên họ không có tiền. Thành ra tôi, cái nhiệm vụ của tôi là tôi phải nghe ai mới lên là phải liên lạc với lại sơ tríu, là nếu họ không có quần áo thì họ tới cái trung tâm của sơ tríu là may quần áo cho một đôi giày, rồi sơ tríu là cho tôi một số tiền để mà để cho họ có tiền 20 peso, 30 peso để mà lấy xe taxi từ cái đại trung tâm đó lên phi trường. Chứ còn trại tị nạn họ không cho tiền để mà tiền đi taxi từ từ đó đi lên phi trường. Hôm nay cái nhiệm vụ của tôi là như vậy. Sẵn dịp là cho tài ở đài Veritas lại có một cái chapel, xây cái chapel ngay cái trại Măng Dạ Lưu Dông thì giao cho tôi để mà lo cái vấn đề đó. Thành ra tôi lo vấn đề ca đoàn thánh lễ này kia nọ cho mỗi chủ nhật cha tới cha làm lễ, rồi xong rồi cha tài là nhờ tôi đem ca đoàn đi lên đài Veritas để mà hát, để mà gửi về Việt Nam. Tại vì cái thời mà thời 79-80 là bên Việt Nam chỉ có nghe được hai đài, đài thứ nhất là đài BBC London và thứ nhì là đài Veritas là Công giáo. Thành ra coi như trong cái thời gian đó là tiếng hát của tôi nó bay về Việt Nam nhiều lắm, hát thì không hay mà rồi cũng bay về Việt Nam. Thành ra làm việc xã hội cũng được. Sau đó thì 6 tháng thì tôi trở về lại Tara, cái đảo hòn đảo, thì hòn đảo nó giải tán, và trong cái giải tán đó thì gia đình của tôi lại được đi lên Manila rồi đi qua Mỹ để định cư trong theo cái diện là coi như là bà cô là em ruột của ba, và đồng thời theo cái diện của ba là đi lính. Thành ra coi như ngày mùng 1 tháng 6 năm 1980 đến được nước Hoa Kỳ, nước tự do. Sơ Lê Thị Triếu là giúp rất nhiều trong cái trại tị nạn của tôi, Tara. Là lý do mà họ giải tán sớm là tại vì Tara trại tị nạn quá khổ. Tại tôi không đi vào chi tiết thôi. Quá khổ có nghĩa là Tara là một hòn đảo hoang. Thế rồi hòn đảo hoang thì làm sao tị nạn tới ở? Thành ra coi như là Liên Hiệp Quốc phải nhờ chính quyền Phi Luật Tân phải mỗi tháng phải đem một chiếc tàu hạ miệng, tàu hải quân đó, đem vừa thức ăn cho người tị nạn và đem gỗ, tôn để mà người tị nạn tự xây lấy, xây nhà lấy thì mới có, tại đảo hoang mà, hiểu không? Mà trong cái giai đoạn xây nhà như vậy là nó quá khổ, rồi không biết chuyện gì xảy ra, lại cái dân chúng giết một lính Philippines chết, và khi sau khi mà ông lính đã chết là coi như là tất cả những người thanh niên làm việc là bị bắt hết vô gọi là tra khảo này kia nọ. Thì trong lúc như vậy là bà sơ Pascal Lê Thị Triếu, bà có quyền hành. Lý do tại sao là bà Pascal Lê Thị Triếu là bạn của bà Marcos, thành ra có quyền bà đi thẳng xuống luôn, và đi thẳng xuống luôn để nói chuyện với cái ông trung tá ở dưới đó, và nhờ đó người Việt Nam mình mới có thể được an toàn, chứ không là chắc có lẽ là họ sẽ làm
mưa làm gió đối với cái cộng đoàn Việt Nam ở Tara. Thành ra đó là một công việc của Pascal Lê Thị Triếu. Nhưng mà cái chính của sơ là giúp cái gì? Tại vì trại tị nạn ở Tara như vậy là không có cái chỗ, cái địa chỉ để mà gửi. Thành ra tất cả những người Việt Nam ở đây muốn gửi về đó là gửi về cái địa chỉ của Sir Pascal Lê Thị Triếu ở Manila và để tên là người tị nạn đang ở đâu. Rồi từ đó đó thì coi như ở đây và gửi qua thí dụ $100 thì coi như Sir sẽ đổi cái đô la đó ra peso cho người tị nạn với một cái giá tương đối khá hơn nhà băng. Và cái chuyển tiếp thơ với lại những cái quà cáp cũng như đổi tiền từ đô la hoặc là những cái tiền khác qua peso cho người Việt Nam. Thành ra cái dịch vụ đó cũng rất là tốt cho người Việt Nam. Nhưng mà tôi nói đến cái vấn đề là Sư Pascal Lê Thị Triếu phải chính mình đi xuống để mà giải quyết cái vấn đề giữa Philippines, người Philippines và người Việt Nam trong cái vụ mà một người lính chết ở ngay Tara. Và lý do đó là sau đó là coi như giải tán Tara. Sau đó thì Tara cũng giải tán và Palawan cũng giải tán và cuối cùng là nó có một cái trại khác nữa là trại Ba Tà An. Mà trại Ba Tà An chuyển tiếp, mà trại Ba Tà An nó lớn hơn là tại vì nhận từ những người tị nạn từ Hồng Kông cũng như từ Manila, từ Mã Lai và Thái Lan tới đó, trại chuyển tiếp tới đó để học tiếng Anh ban đầu ở đến Mỹ. Thì giai đoạn đầu tiên là mình phải học tiếng Anh. Đơn giản, mà muốn học tiếng Anh thì tôi cứ nói chuyện với người Mỹ vui lắm, mà là nói thì tay chân thì múa máy nhiều, tối về phải dùng ben gây để mà may ra làm cho bớt đau. Thành ra học tiếng Anh thì cũng rất là khó, nhưng mà trong bước đầu thì tôi phải đi làm đủ hết, nào là rửa chén, nào là quét nhà, rồi đủ hết. Nhưng mà cuối cùng tôi hên được là tôi làm thầy giáo của Hartford Public School, dạy bilingual cho người Việt Nam. Tôi dạy toán, dạy khoa học. Thì những người Việt Nam hồi đó tới Hartford, Connecticut, trường từ lớp 1, lớp 2 cho đến lớp 8 thì coi như là giao cho cái trường đó. Thì tôi lo từ lớp 4 cho đến lớp 8. Một mình dạy tới 4 lớp, 4, 5 lớp. Rồi cũng vui là coi như là dạy cho các em về toán. Tôi thì tôi giỏi toán, thành ra coi như tôi dạy toán thì không có cái gì trở ngại, khoa học chút đỉnh. Nhưng mà đêm thì tôi đi học Hartford Technical College, tôi đi học về Electronic Engineer. Thành ra cái đời sống lúc ban đầu nó rất là khổ, là tại vì vừa đi dạy ban ngày mà vừa đi học ban đêm, tức là từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Nhưng mà rồi cũng học xong cũng làm việc được. Nhưng mà rồi mỗi ngày Chủ nhật thì tôi dành cái ngày Chủ nhật cho công việc của Chúa, đi nhà thờ tập hát, thiếu nhi thánh thể, nó có những cái chương trình đó. Thành ra cũng qua bao nhiêu cửa ải, nhưng mà sao Chúa cũng cho sức khỏe để mà mình đương đầu với những cái sự bận rộn trong cái giây phút ban đầu ở đến Mỹ. Đang khi học như vậy thì có một anh tới, tại vì tôi không chia sẻ hết, là coi như hồi đó là chúng tôi, khi tôi nói chúng tôi là có tới 5 người là toàn tu xuất không. Ở trong một cái apartment mà tới 3 phòng. Xong rồi ai đi làm việc đấy, tôi đi làm việc của tôi, anh mới đi làm. Thì
tình cờ cái năm 83, 80, 82, cuối 82 thì có một anh tới ở chung với chúng tôi. Rồi anh ở đâu chừng một thời gian đó, lại anh lại xin nhập vào dòng ngôi lời ở Iowa, Epsworth, Iowa. Thì khi mà anh làm như vậy làm tôi nhớ lại cái lời hứa. Lời hứa khi tôi lên bờ, là lên bờ là lạy Chúa, đời sống cũ của con đã chết rồi, bây giờ con có đời sống mới, con sẽ phó thác đời sống mới của con theo ý định của Chúa. Thì khi anh đó anh đi xin nhập dòng ngôi lời thì làm tôi nhớ đến cái lời hứa đó. Thì rồi thôi, tôi cũng nói thôi, cũng biết là Chúa gọi thế nào, tại hồi đó thì cũng đã gần hai mươi mấy, gần ba chục rồi. Thôi thì tiếng Mỹ nó gọi là give it a shot. Chúa chọn thì chọn, không chọn thì thôi, mình đi về lại sống cuộc sống bình thường. Thì tôi cũng bắt đầu nhập vô dòng ngôi lời như anh đó, không làm đơn. Nhưng mà trước cái apartment của tôi ở thì là nhà dòng La Salle phía bên kia đường, mà ngày nào tôi cũng đi nhà thờ ở đó. Thành ra tôi cũng đến nhà thờ Our Lady of Sorrow của dòng La Salle, rồi tôi cũng nói lên cái ý định là muốn đi tu. Thế là họ mới nhận tôi vô trong đi tu. Thì khi mà đưa tờ giấy là apply thì nó có là làm thầy và làm linh mục tại nhà dòng mà, chứ không phải là đi tu triều đây thì là coi như linh mục hết. Nhưng mà dòng thì tôi là hồi xưa tôi đi tu dòng du xe thì tôi cứ để nhà dòng thôi là thầy. Thì cái ông giám đốc Ơn Tiên Triệu, ông thấy cái transcript của tôi về electronic engineer thì 3 năm chưa ra trường, nhưng mà 3 năm là khoảng 3.7. Ông nói, Than, you are a good student, why don't you study to become a priest? Rồi tôi nói, thôi để tôi suy nghĩ. Thì về suy nghĩ thì bây giờ nói bà má, nói bạn bè, ai cũng nói thôi đi tu chứ đi làm thầy làm cái gì. Thôi cuối cùng thôi mình cũng nói, tôi cũng chọn làm linh mục. Làm linh mục, nhưng mà rồi cũng không biết là mình làm linh mục đúng là phó thác, tôi không biết linh mục mình học cái gì, không biết. Thế là coi như là apply cho linh mục là cả hai nơi, cả dòng Ngôi Lời và dòng La Salle, rồi cuối cùng là dòng cả hai nhà dòng đều nhận hết. Rồi bây giờ tôi biết tôi chọn đi nhà dòng nào đây. Nếu mà tôi đi dòng Ngôi Lời thì đi qua Epsworth, Iowa, cái chỗ đó theo như tôi nghĩ là chỗ chó ăn đá gà ăn muối. Chỗ không ai biết hết, rồi giờ đến mình không có bạn bè. Còn cái La Salle thì nó cũng là ở trên Boston, nhưng mà ít nhất nó chỉ có 2 tiếng đồng hồ về Hartford. Thành ra mình có xe, buồn thì cứ chạy về thôi. Chứ còn Iowa, thành ra cuối cùng mới chọn La Salle Missionary để mà đi tu. Không, thực sự ra thì cái vấn đề đời sống đi tu thì mình quen với cái nếp sống ở bên Việt Nam đi tu rồi, thành ra nó cũng không khó lắm. Cái khó nhất là học tiếng Anh, là tại vì khi mà đi tu làm linh mục là phải học triết, mà bây giờ mình phải ra trường triết thì làm sao đây, là coi như là đã 3 năm electronic engineer thì coi như họ nhận vô là elective. Thành ra muốn ra trường mà cử nhân triết trong vòng 2 năm thì cứ mỗi semester là phải học tới 4 cua triết. Tôi lắc đầu, thành ra tôi thôi, mình đã leo lên lưng ngựa rồi thì cứ nhảy lên lưng ngựa mà đi thôi. Thành ra coi như là rất là khổ về vấn đề học tiếng Anh, về triết. Nhưng mà rồi cuối cùng là anh biết là Chúa, cái này là Chúa thưởng là sau 2 năm rồi ra trường cử nhân triết với bằng cum laude. Không có được là khá, nhưng mà ít nhất là triết mà ra tới 3.5 và cum laude. Tôi nghĩ là coi như là Chúa muốn nói thôi được rồi, đi đúng đường rồi, thôi đi. Chứ còn thực sự ra mà về cái vấn đề mà triết mà tôi lấy mà cum laude, đến bây giờ tôi cũng lắc đầu. Ngay cả bây giờ đi học triết cũng chưa chắc gì được tới cỡ đó. Thành ra coi như rồi xong sau đó thì học thần học, vô nhà tập La Salle, phải vô nhà tập mà tập rồi học thần học, lại cho tôi đi học ở trường Western School of Theology. Western School đó là trường của Jesuit, trường nổi tiếng. Vậy mà rồi cuối cùng cũng học xong ra trường rồi đậu cái
nó kêu là graduate with distinction. Tôi cũng chả biết nữa, tôi cũng nói là thôi Chúa nói là thôi được, đúng đúng đường rồi, thôi cứ đi tiếp đi. Tiếng Anh của tôi lúc này tương đối là khá, là tại vì tôi ở trong nhà dòng La Salle, chỉ có người Mỹ, sống như người Mỹ, ăn như người Mỹ, ngủ như người Mỹ, không biết rồi cười giống như người Mỹ nữa cũng vậy. Thành ra cuối cùng là ở trong nhà dòng suốt từ năm 1984 cho đến năm 1991 là rồi coi như là sống giống như người Mỹ, giống y như là đem cái cây dừa bên Việt Nam mà qua bên Mỹ này mà trồng. Thành ra coi như nhờ đó mà nó giúp cho mình cái vấn đề tư tưởng. Tôi nghĩ là cái tiếng Anh đó, mà nếu nói hay đó, không phải là chỉ có cái vấn đề cái accent, mà chính là cái tư tưởng của mình. Tại vì khi mà mình dùng cái ngôn ngữ mà theo cái văn của cái người Mỹ đó, thì người ta hiểu mặc dù mình có accent. Thành ra tôi nghĩ là tôi ở với Mỹ quá lâu rồi, xong từ đó khi mà tôi làm linh mục đó, cho đến khi đến bây giờ là coi như là làm việc với người Mỹ. Thêm cái thứ nữa là khi mà làm linh mục thì mình phải giảng, mà muốn giảng để cho người ta hiểu thì mình phải soạn rồi rehearse này cái nọ tất cả mọi cái. Thì tôi nghĩ là cái cách nếu mà mình muốn học ngôn ngữ thì chỉ có cách là chuyên cần, siêng năng, kiên trì. Còn cái vấn đề mà tài năng và ngôn ngữ thì hiếm. Thì năm 1990 tôi khấn tròn cho cái nhà dòng đó và nhận chức phó tế năm 1991 thì làm linh mục. Và sau khi làm linh mục thì được dìa nhà dòng cho xuống dưới Atlanta, Georgia làm việc ở đó trong vòng 5 năm. Thì sau 5 năm thì tôi thấy rằng là nhà dòng không hợp, thành ra coi như nhập vô triều thì đi xuống dưới Diocese of St. Augustine ở Jacksonville, Florida. Thì cái thời gian ở Florida là cái thời gian huy hoàng của một đời sống linh mục. Tôi rất thích cái thiên chức linh mục. Tôi thấy rằng đây là một cái đặc ân, một cái hồng ân mà tôi có thể đem Chúa đến cho những người mà Chúa gửi đến cho tôi qua vấn đề giảng dạy, qua vấn đề làm các phép bí tích. Thì tôi 5 năm về trước đây tôi cũng chuẩn bị nó thôi, như vậy là cảm tạ Chúa để mình chuẩn bị về hưu. Nhưng mà rồi Chúa không cho về hưu, Đức Giáo Hoàng không đồng ý. Thế là Đức Giáo Hoàng mới bổ nhiệm làm giám mục phụ tá vào ngày 27 tháng 9. Nhưng mà ngày mùng 6 tháng 10 thì mới ra mắt báo chí ở đây làm giám mục phụ tá của địa phận Orange. Tôi thì tôi không có dám chia sẻ cho tất cả các bạn trẻ. Tôi chỉ hướng về các bạn trẻ Công giáo Việt Nam. Nhưng mà có một chút như thế này là người Việt Nam mình nên hãnh diện với cái quê hương yêu dấu của mình. Tuy nhỏ bé nhưng mà cũng có những cái đặc điểm rất là tốt. Những cái phong tục tập quán rất là hay và có những thắng cảnh cũng rất đẹp trên bình diện thế giới, như Vịnh Hạ Long, hoặc là gần đây tôi có nghe nói là Đồng Phong Nha, hay là những cái nơi này kia nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên tôi thấy rằng là nếu mà tôi có những lời chia sẻ cho các bạn trẻ thì tôi thấy cái điểm thứ nhất là cái tình gia đình. Tình gia đình rất là quan trọng. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước xin nhớ lấy nguồn. Mà cái nguồn tôi nói đây tức là cái nguồn cuộc sống của gia đình của mỗi người chúng ta. Mà ca dao tục ngữ Việt Nam mình có rất nhiều câu ca dao nói về cuộc sống gia đình. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hoặc là chị ngã em nâng, hoặc là ruộng gần nhà như bà gần cháu. Tôi thích cái bài hát này nhất. Bà ơi cháu rất yêu bà, đi đâu bà cũng mua quà về cho. Hôm qua có chiếc bánh bò bà chia cho cháu phần to nhất nhà.
Tôi rất thích. Và những cái câu ca dao như vậy nói lên là cái người Việt Nam của chúng ta chú trọng đến với tình yêu gia đình. Xin cảm tạ cha, cảm tạ mẹ, cảm tạ ông bà đã nuôi nấng mình cho đến ngày hôm nay. Và bởi vậy người Việt Nam của chúng ta rất quý cái phong tục tập quán là lễ dỗ hàng năm để nhớ đến ông bà của mình. Và tình gia đình rất là quan trọng, cái nguồn gốc của người Việt Nam nằm đó. Và thêm thứ hai là cái nguồn gốc của tình gia đình nó có thể nới rộng ra là tình yêu quê hương. Nhiều điều phụ lấy giá hương, gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Lá lành, đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy cùng khác giống, nhưng chung một nhà. Nguồn gốc gia đình, nguồn gốc quê hương. Đối với những bạn trẻ Công giáo Việt Nam thì phải biết rằng chúng ta rất hãnh diện có được một cái truyền thống đức tin rất là hay ở quê hương Việt Nam chúng ta. Chúng ta có tới 117 anh hùng tử đạo mà giáo hội đã phong thánh. Và chúng ta có câu chuyện Đức Mẹ La Vang để nói lên sự đồng hành của Đức Mẹ trong cuộc sống của người Công giáo của chúng ta. Và bởi vậy tôi rất quý cái kinh Mân Côi mà tôi vẫn đọc kinh hàng ngày mà tôi học được từ nơi nguồn gốc gia đình. Về cái vấn đề phục vụ tha nhân thì tôi có một cái xác tín là tất cả những gì tôi có là do Thượng Đế ban. Cũng giống y như cái câu chuyện vượt biên tôi vừa mới chia sẻ, là tại sao tôi được sống sót, gia đình tôi được sống sót, thì chỉ có Chúa cho chúng tôi nước để chúng tôi sống sót. Chỉ có Chúa mới đưa dẫn chiếc thuyền của tôi đến nơi bằng an. Thành ra coi như tất cả những gì tôi có hiện tại là Chúa cho. Thành ra cái niềm tri ân Thượng Đế, Thiên Chúa cho tôi những món quà đó là điều tiên quyết. Nhưng mà có một cái cách mà cảm tạ Thiên Chúa hay nhất là hãy sử dụng những cái món quà Chúa ban theo đường hướng của Chúa, hay là nói một cách khác theo Công giáo chúng ta, theo đường hướng phúc âm. Mà cái cốt lõi của phúc âm là gì thưa quý vị? Là yêu thương Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn và yêu thương người ta như mình ta vậy. Hoặc là theo như phúc âm thì là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương chúng con. Thành ra tôi thấy rằng là tôi dùng tất cả những cái gì tài năng mà Thiên Chúa ban cho tôi, ngay cả cái món quà giám mục, món quà linh mục, những cái kinh nghiệm trong cuộc sống linh mục, những cái con cuộc sống đường đời từ bên Việt Nam hồi nãy giờ tôi chia sẻ, đó là một cái món quà cho tôi, một cái niềm xác tín vào cái sự đồng hành của Chúa đối với cuộc đời của tôi. Thành ra tôi chia sẻ cái món quà đó với cái đường hướng là giúp cho mọi người học hỏi được cái vấn đề phúc âm là hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Riêng đối với Việt Nam thì tôi thấy rằng hãy yêu thương gia đình mình, hãy yêu thương quê hương của mình, hãy yêu thương cộng đoàn của mình. Thì đó là cái chủ tiêu mục vụ của tôi. Tôi về đây Orange County thì đương nhiên làm việc dưới quyền của Đức Cha Van, của địa phận có rất nhiều. Nhưng mà có cái linh đài Đức Mẹ La Vang mà mới khánh thành vừa rồi, tháng 7 vừa rồi. Thì tôi thấy rằng cái linh đài Đức Mẹ La Vang là một cái cơ hội để cho người Việt Nam của chúng ta ngồi lại với nhau, để người Việt Nam liên kết với nhau, để diễn tả bộc lộ cái niềm tin Công giáo của mình cho những người xung quanh, và cũng là cái gia tài mà mình để lại cho con cháu của mình, cũng như tôi đã học được từ cha mẹ của tôi về vấn đề đọc kinh Mân Côi hoặc là những cái niềm tin Công giáo. Thành ra cái vấn đề xác tín phục vụ tha nhân của tôi qua cái vấn đề nhận ra món quà Chúa ban và sử dụng món quà Chúa ban với đường hướng phúc âm yêu thương Chúa và yêu thương tha nhân. Tôi xin mượn tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco mang tên là Christus Vivit, Christus Christ, Vivit Life.
có nghĩa là Christ is alive, hay là Chúa Kitô sống, Chúa Kitô sống lại. Thì trong cái thông điệp đó, Đức Giáo Hoàng có hai điểm quan trọng. Đức Giáo Hoàng nói với giới trẻ cũng như nói với mọi người chúng ta, God loves you, Thiên Chúa yêu thương quý vị. No matter what, mình có tàn tật, mình có nghèo khổ, mình có lùn hay là mình có mập, hay là mình người đời cho mình là ngu dốt, Chúa vẫn thương mình. Chúa vẫn thương mình. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là coi như cũng giống như cái xác tín của tôi về vấn đề phục vụ, là coi như là Chúa Kitô sống lại, Christ is alive, và Chúa Kitô sống lại trong cuộc sống của quý vị, trong cuộc sống của các bạn trẻ Công giáo ngày hôm nay, trong cái đời sống cầu nguyện, trong cái đời sống yêu thương gia đình, trong đời sống yêu thương cộng đoàn, trong đời sống yêu thương quê hương, và đặc biệt là yêu thương những người nghèo khổ. Bởi vì cái mệnh lệnh của Chúa Kitô trong cái chương 25 của Phúc âm Matthew, whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. Tức là những gì mà các con làm cho những người bé nhỏ, chính là làm cho ta. Và đó là hai cái thông điệp, hai điều mà tôi muốn bạn trẻ, God loves you, Chúa yêu thương, no matter what. Và điểm thứ hai là Christ is alive, Thiên Chúa, Chúa Giêsu sống trong đời sống cầu nguyện của mình, sống trong cái đời sống yêu thương gia đình, yêu thương quê hương của mình, và Chúa Giêsu sống trong cái lòng bác ái của mình, giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Nếu nói về vấn đề kinh nghiệm thuyền nhân có ảnh hưởng gì đến đời sống đức tin, thì tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị là khi tôi lên bờ, tôi đã có cái lời nguyện là lạy Chúa, cuộc sống của con đã chết trên biển cả, bây giờ là đời sống mới Chúa cho con, thì Chúa, con xin phó thác cái cuộc sống của con cho thánh ý của Chúa. Thì đó là riêng tôi đã ảnh hưởng đến cái đời sống đức tin của tôi, và đã đưa đẩy tôi đi vào con đường linh mục và con đường phục vụ cho đến ngày hôm nay. Tôi tin chắc rằng ai đã đi qua một cái kinh nghiệm thuyền nhân thì chắc chắn là sẽ thấy được là một cái sự cực khổ rất nhiều. Giống như tôi đói khát 10 ngày trên biển cả không có gì ăn uống, thì mỗi câu chuyện thuyền nhân đều có những cái đặc biệt như vậy. Và nếu quý vị sống sót thì quý vị nên đặt câu hỏi, lý do gì mà tôi được sống sót qua cái kinh nghiệm thuyền nhân? Và tôi tin chắc rằng chỉ có một câu trả lời, đó là Thiên Chúa. Và nếu như vậy thì thực sự nếu mà mình tin tưởng là Thiên Chúa đã cho mình cái cuộc sống mới, thì sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống đức tin cho mình trong ngày hôm nay. Và như vậy thì quý vị có cần cảm ơn cái món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho quý vị hay không? Và trở lại cái ý hướng của tôi là khi mà mình cảm ơn cái món quà sự sống mà Chúa đã cho mình, thì mình phải sử dụng cái món quà sự sống đó để giúp theo cái đường hướng của Thiên Chúa, đường hướng của Phúc Âm, đường hướng yêu thương tha nhân như Chúa yêu thương chúng ta. Mình sống với cái cuộc sống của mình, chia sẻ những cái gì mình đã lãnh nhận được từ nơi quê hương của mình, từ nơi truyền thống phong tục Việt Nam của mình, và hãnh diện với lại cái phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta, những ngôn ngữ, những vấn đề ăn uống, những vấn đề lễ dỗ này kia kia nọ. Tôi nhớ đến cái câu hát, tôi không biết cái bài hát, tôi hát nghêu ngao một vài câu tôi thích chứ tôi không hát nguyên bài, nhưng mà tôi nhớ cái câu này: đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cưu mang tôi, mà giờ này tôi đã xa rồi. Và tôi thấy rằng cái lời hát đó cho thấy rằng là mình tiếc nuối một cái nơi mà rất là quý báu cho cuộc đời của mình. Thành ra nếu mà mình tiếc nuối thì mình ráng lấy chia sẻ những cái gì
mà mình quý báu đó, để cho cái tiếc nuối, những cái gì mình tiếc nuối đó nó còn vẫn còn sống mãi trong cái thế hệ tương lai. Thì tôi chỉ thấy rằng là cái vấn đề quý vị cứ tiếp tục chia sẻ những cái tập quán hay của người Việt Nam chúng ta, giả dụ như là mình mừng Tết hoặc là những cái lễ giỗ như nãy tôi nói Tết Trung Thu, hoặc là những cái dịp nào đó mà lễ giỗ của những người mà mình cho là anh hùng trong cuộc sống, thí dụ như là lễ giỗ của Tổng thống Diệm hoặc là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thì khi mình làm như vậy thì chắc chắn là cái phong tục tập quán Việt Nam nó sẽ được biểu lộ một cách rõ rệt, và như thế thì mình đã nói lên cho những người chung quanh, cho những người ngoại quốc về cái cao đẹp của cái đời sống Việt Nam của chúng ta.